chụp xuống nâng sẵn cung cao mặt căn chân này xong khai bởi rừng khí tạc cầm H-Story. Rừng cái đây khí tạc cầm này bằng cả láng ẩm lòng khai bị thuốc ná chân nằm mọc bọn bật môn rồi chất sắp rắm khăn ông tì cổ rộng xe ú đọc bọn bật tế cổ rê hẳn tạ bồn. Hai rừng cái đây này trở bàn rộp bình chố chi rừng cái đây thông muối khăn ông chùm nằm rừng cái đây là bấy tiền đọc đọc bọn bật tế cổ rê hẳn tạ bồn. ថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ1957បុគ្គលិកផ្នែកបោសសម្អាតមួយរូបក្នុងតំបន់បានប្រទះឃើញនៅពីងសម្រាប់ដាក់គីមឈីមួយពេលដែលគាត់កំពុងប្រមូលសម្រាមគាត់បានបើកពីងនោះមើលរួចក៏ឃើញមានដុំសាច់ផ្អាប់ជាមួយគីមឈីហើយមិនអស់ចិត្តគាត់ក៏បានយកដំបងឈើទៅកាយបើបន្ថែម rồi hai cô protea khơi miên chữ ăn mũi đồng thưa ai bốc cần lắc bao sầm át phát phai chỉ khăng hai quát có bàn tù sắp đằng poli bàn dọc chữ ăn nằng sạch khăn ông kim chi nút từ thưa cà bị sao hai là tập hóa có bàn bằng hai tha chữ ăn nằng sạch để rọc khơi tiếng nút cứ chỉ ở bao mình đủ cái đó là tập hóa bàn bằng chẹt cho ba đội một poli miên cà bị nhập ao nằng chập đàm nặc khơi tha cà bị ngày thì mà phải bấy khai mị thụ nè poli ban tua tru sắp đắng bị khmer sợi ăn chụp đã bay cho nằm mình nè khmer sợi ban prap poli tha mà đai được bao niếng ban bắt cuốn rồi dạ về bay thay một hơi niếng ban xoay rộn mặt đai osmat tập hiệp hơi từ một đằng poli mặt đai được bao khmer sợi miền chung mùa isuji miền ăn chụp sai sắp cho nắm bắt chụp bón cứ nơi liều quát ban bạc hàng tai chấm nôn bay gần lái không còng sợi u nhưng tôi ba mình to tha mà đai là bò niếng thò mặt đá mình cho chật đá lên nụ tề ba miền ca sầm khắn quạt tang tại nằm mờ hàng môn bắt khluôn mà đai là bò niếng tôm tại bay te khnía chỉ mùi nằm mặt pro là bò quạt mùa tha ipak one poli thọc ban tờ rọc ipak one xạ xuồng đong được bọc hơi kia nô ipak one ban prap poli tha sợi dây isuji mùi rồi dạ ni tàn tài rộng rương chú lúc này chỉ mùi khuôn chỉ nhận nhuộm prom tàng bó xâm đấy xâm bài tàng này chỉ mùi nàng y bạc vòn tiệp phòng kể nụ bố lý bàn thua cả vị địa chạy cả bạc khuôn rộng bó y su chí còn tài chỉ chùm lúc nông cổ xá rút chạy trên bí tàng bản nọ bản tài khám hình xây chỉ con rộng bó y su chí nơi tài đẻ xa chùm hồ dàng một món tha rương mặt đai bạc khuôn mần men chỉ rương thoa mặt đá lời rồi họ đã bốc cái lực bao sầm át với cả rì cà bì cà và tè khơi sạch nằng chữ ăn một nốt khăn ông piêng kim chí từ poli chập bắt đàm dọc đường bắt khuôn được bỏ isun chí một vị phía làng vinh đòi ra tay đầm bón đai và tè khơi chữ ăn nằng sạch càng lớn ít cứ chịu đầm bón đai y bạc văn rôn hơi tại mặt đồng đầm bay đăng cho ba thạch chữ ăn chia được bỏ nẻ ná poli ban thưa ca sự ứng kê từ lơ ai cả xa này cả bắt khốn rồi bỏ bật chì chôn nông một lực hàn cả rồi thưa ca hấp cúp con bỏ rộng miên cực tư ti đai được tụ bán trong cái đó là tập hóa ban bằng hàng tha bật chì chữ ăn rồi bỏ sạch trầy y su chín bật mẹn cả rồi poli đăng bị ở tạ sinh nhàn rồi bỏ chôn nông cổ ruột poli có ban chênh bỏ tập bạc cá cho chai chê sự ứng kê tế rồi bỏ y bạc vòn bên tay đời xa tay chùm non nu và chạy cái tên này ca thưa ca sự ứng kết mình toàn miền phiệp chương đương nở lái tờ poli mình ai xoay rộng khơi nở đông cầm phốn rửa xa xa mà vấy khăn ông tê nụ lại ri ai y bạc vốn bàn xâm đai nhầm buông một poli tha kế mình đăng rương vậy lại nâng bà đi xa đạch hằng cá tha mình bàn xâm lạp y su chi tê prom tên xa mạ chất cho rùm xa hạ ca chỉ ngồi nâng poli khăn ông ca sự ứng kết tịp hồng poli mình chưa lơ sầm đầy y bạc phòn lời đòi dông từ lơ sầm đầy đọc bọc con xây chun rong cua bàn bạc poli thà y bạc phòn mình chả đọc treo chào chạp khắng nâng pra hằng xà nông ấn lòng bê ruông bà tè chả môi mặt đáy y bạc phòn thu lọc bàn viên mặt đáy chỉ tràn đồng bà đáy niếng có thu lọc xâm bạc nê chỉ tràn đồng đáy tài lược ná có y bạc phòn lột chung cung dung xây xâm mặt đáy áp hay tổ tại mình dùng bình mãn, y bạc vốn nơi tay đổi đai mình cài lại. Tôi chia dạng đi có đói, poli mình ai thơ vầy y bạc vốn bán, đời xa poli mình ai xoay rộng, khơi phó tang vầy lại. Hồi rừng cái đấy có trợ bàn chuộc kèng. Tại phim nô, con rồi bỏ y bạc vốn, cậu bàn bằng hợp bạc poli tha. Tam ca trong trăm rồi bỏ bộ kế, về lìa cần đã triết dục ngày thì mập hay khai bị thuốc ná. Bộ kế nơi cọng tế bàn lưu ở bốc năng mình Isuji chú lúc bỏ cạnh khí lưu xâm lên khăn
hơi mình cả bọc 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 trong tiệt thịt phong đời khai nâng phật phai phong bộ kế mình hiền lang từ mười tỷ cày mốc xâm lên có ngặt bộ kế cất tha pro hai chị lên ai hơi còn nom khía cho kênh mặt từ tai pe cầm bông tai trong lùng lụa nút bộ kế ban lư xâm lên ô biên kim chỉ lư bẹp đi phím bồn lý ban cho từ tiệt đọc bọc y bạc vốn đam bay phai rock biên kim chỉ ពូលីបានស្វែងរកឃើញអ្វីប្លែកក្នុងពីងគីមឈីនោះទេតែពូលីបានឃើញស្នាមនៅលើដីដែលបញ្ជាក់ថាពីងគីមឈីទាំងនោះទៅតែត្រូវបានបំលាស់ពីទីកន្លែងចាស់មិនយូរប៉ុន្មានពូលីបានស្វែងរកឃើញក្រឡគីមឈីដែលគួរឲ្យសង្ស័យមួយចំនួននៅលានចាក់សម្រាមក្បែរមហាវិទ្យាល័យមួយដែលនៅមិនឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់អ៊ីបាក់ហ្វុនក្រោយការចុះពិនិត្យពូលីបានរកឃើញបំណែកសាកសពរបស់អ៊ីស៊ូជីក្នុងក្រឡគីមឈីពិតមែន នៅចំពោះមុខផតាំងនឹងសាកសីដែលប៉ូលីសស្វែងរកឃើញអ៊ីបាក់ហ្វុនក៏មិនអាចបដិសេធបានចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួនចុងក្រោយគេក៏បានសារភាពនឹងរៀបរាប់រឿងរ៉ាវដល់ប៉ូលីសថាអ៊ីបាក់ហ្វុនគឺជាបុរសពោះម៉ាយប្រពន្ធស្លាប់ហើយមានកូន 4 នាក់ក្នុងបន្ទុកມັນមានការងារធ្វើឡើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺទំនេរដើរលួចនេះលួចនោះ ឆ្នាំ 1973 Ipakvon ត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកពីបទលួចឆក់ប៉ុន្តែដោយយកយល់អ៊ីប៉ាក់ហ្វុនត្រូវមើលថែកូន 4 នាក់ទៀតតុលាការក៏បានកែប្រែជាការដាក់ទោសក្រៅខុំវិញក្រោយចេញពីគុកអ៊ីប៉ាក់ហ្វុនក៏មិនបានកែប្រែឡើយគេមិនបានគិតរកស៊ីអ្វីឡើយគឺគិតតែពីដើរហើរមិនចូលផ្ទះគ្រានោះគេក៏បានជួបស្គាល់នឹងថៅកែហាងតែអ៊ីស៊ូជីដែលជាស្ត្រីមេម៉ាយកូនមួយ អ៊ីស៊ូជីមានអាយុ40ឆ្នាំក៏ពិតមែនតែនាងមានរូបរាងនិងសម្រស់ស្រស់ស្អាតព្រមទាំងមានហាងដល់ទៅ3កន្លែងអ៊ីបាក់ហ្វុនឃើញបែបនោះក៏កើតចិត្តត្រូវតែតាមស្រឡាញ់នាងឲ្យបានដូចនេះគេនឹងលែងភ័យរឿងចាយវាយនឹងការចំណាយលើកូនទាំង4របស់គេទៀតហើយអ៊ីបាក់ហ្វុនពូកែខាងសម្ដីផ្អែមល្ហែមចុងក្រោយគេក៏ទទួលបានការឆ្លើយតបពីស្ត្រីរងគ្រោះអ៊ីស៊ូជី ជននងគ្រោះបានរួមរស់ជាមួយជនល្មើសក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយរយៈពេលមួយឆ្នាំក្រោយមកនាងក៏មានផ្ទៃពោះប៉ុន្តែនាងក៏បានសង្កេតឃើញថាអ៊ីបាក់ហ្វុនក្រៅពីដេកស៊ីខ្ជិលនិងចុចចិត្តប្រើហិង្សាគឺមិនធ្វើអ្វីឡើយសូម្បីតែកូនទាំង4របស់ជនល្មើសក៏ឲ្យនាងជាអ្នកទទួលទំនុកបម្រុងរៀនសូត្រគ្រប់យ៉ាងដែលនាងម្នាក់ឯងត្រូវរកស៊ីចិញ្ចឹមមនុស្ស 7 អ៊ីស៊ូជីបានបដិសេធការសុំរៀបការរបស់ជនល្មើសព្រមទាំងលួចទម្លាក់កូនចៅស្ងាត់ស្ងាត់ទៀតផងពេលដែលអ៊ីបាក់ហ្វុនដឹងរឿងថាអ៊ីស៊ូជីនបានលួចទម្លាក់កូនរួចមកពួកគេទាំងពីរក៏ឈ្លោះគ្នាព្រមទាំងបានវាយដំទៅលើអ៊ីស៊ូជីនទៀតផងស្ត្រីរងគ្រោះខឹងចំពោះទង្វើរបស់ជនល្មើសជាខ្លាំងរួចក៏រៀបចំវ៉ាលីចេញពីផ្ទះរបស់អ៊ីបាក់ហ្វុនបាត់ទៅមិនបានប្រមាណថ្ងៃផង អ៊ីប៉ាក់ហ្វុនមិនអាចរស់នៅដោយគ្មានអ្នកឧបត្ថម្ភគេគ្មានប្រាក់ចាយគិតតែពីដេកស៊ីដូច្នេះគេក៏បានទៅរកអ៊ីស៊ុនជីននៅហាងតែជារយៗដើម្បីអង្វរនាងសុំត្រូវគ្នាវិញហើយអ៊ីស៊ុនជីនក៏ចិត្តទន់ដោយរដងរួចក៏ព្រមត្រឡប់ទៅជុំគ្នានឹងអ៊ីប៉ាក់ហ្វុនដដែលប៉ុន្តែអ៊ីប៉ាក់ហ្វុនមិនកែប្រែឡើយថ្ងៃទី 20ខែមិថុនាជនរងគ្រោះបានប្រាប់ទៅជនល្មើសថាលើកនេះនាងត្រូវតែដាច់គ្នាជាមួយនឹងគេយ៉ាងពិតប្រាកដ ជនល្មើសលឺហើយមានកំហឹងជាខ្លាំងរួចក៏បានច្របាច់កអ៊ីស៊ុនជីនរហូតដល់ស្លាប់ក្រោយដឹងថាស្ត្រីរងគ្រោះស្លាប់បាត់អ៊ីប៉ាក់ហ្វុនមានការភ័យខ្លាចនិងផិតផាំងយ៉ាងយូររួចទើបសម្រេចចិត្តធ្វើការកាត់បំបែកបំផ្លាញសាកសពជនល្មើសបានអូសសាកសពទៅកាត់បំបែកក្នុងបន្ទប់ទឹករួចប្រលះស្បែកយកស្បែកនិងសក់ទៅដុតចោល ផ្នែកនឹងគ្រឿងក្នុងត្រូវបានចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់ចាក់ចោលក្នុងបំពង់បង្ហូរទឹករីឯដងខ្លួនអ្នកដៃជើងពិបាកកាប់ចិញ្ច្រាំទើបអ៊ីប៉ាក់ហ្វុនគិតឃើញថាប្រសិនបើសាច់មនុស្សផ្អាប់ជាមួយនឹងគីមឈីតើមានរសជាតិយ៉ាងណាអ៊ីប៉ាក់ហ្វុនក៏បានធ្វើការជាសាច់និងឆ្អឹងដាក់ចូលពីងប្រឡាក់ផ្អាប់ជាមួយនឹងគីមឈីធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យក្លិនគីមឈីជួយបំបាត់ក្លិនស្អុយរបស់សាកសពផង ហើយពេលដែលគេបំរុងយកសាច់និងគីមឈីនោះមកបរិភោគគឺអាហារនោះមានក្លិនប្រំទាំងពិបាកលេបពេក
tớp y bạc vốn cho cổ lo biên đài miên xã xọng năng kim chi nốt tớp bỏ cháo nơ liên chạy xâm rằm vinh. Y bạc vốn ban trầm nái bê bí thương ngay tớp bằng bài xã xọng rủi rò. Rút kê bán bánh thân năm xâm lập mê rô cung tế nâng xâm áp tế đầm bay cùng ai xóa xã xã nàm. Cảm bảo y bạc vốn đa lên hạt bán phương hốp đôi khi miên nâng vầy cả làng. ក្រោយរឿងហេតុត្រូវបានបែកធ្លាយជនល្មើសអ៊ីប៉ាក់ហ្វុនត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតពីបទសម្លាប់មនុស្សនិងបំផ្លាញសាក់សមរឿងក្តីទី2ទីរិកាអភ័ព្វក្រុងភូកជន់ខេត្តខ្យងគីតូប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសារព័ត៌មានកូរ៉េនឹងត្បូងបានផ្សាយថាស្ត្រីជាម្តាយដែលមានអាយុ31ឆ្នាំ បានមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងកូនស្រីជាយុមកហើយក្នុងខែមករាឆ្នាំ2020នាងបានធ្វើដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខប្តីអាយុ25ឆ្នាំរបស់នាងនៅក្នុងគុកតែនាងបានទុកកូនស្រីអាយុ15ខែក្នុងផ្ទះចោលបណ្ដាលឲ្យនាងឃ្លានស្លាប់តែម្នាក់ឯងរហូតដល់នាងបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅក្នុងក្រុងភ្នំទេខេត្តខ្យងគីតូទើបដឹងថាកូនស្រីស្លាប់បន្ទាប់មកនាងបានយកសពរបស់ កូនស្រីទៅហាលចោលនៅរៀនហាមុខផ្ទះរួចទើបយកសាកសពច្រកក្នុងកាបូបស្ពាយទៅរក្សាទុកក្នុងផ្ទះរបស់ម្ដាយនាងក្រោយមកពេលដែលប្តីរបស់នាងចេញពីគុកដឹងថាកូនស្រីស្លាប់បែរជារួមដៃនឹងប្រពន្ធយកសពរបស់កូនស្រីទៅញាត់ចូលក្នុងពាងផ្អាប់ជាមួយនឹងគីមជីរួចទុកចោលនៅលើដំបូលផ្ទះរបស់ពួកគេនៅក្រុងសាអ៊ូ ខែតុលាឆ្នាំ2022ក្រុងភូឆនខេត្តខ្យងគីដូបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការចោះតាមដានទៅលើដំណើរការរស់នៅនិងសវត្ថិភាពរបស់កុមារអាយុក្រោម3ឆ្នាំរីឯផ្ទះរបស់ក្មេងស្រីរងគ្រោះដោយសារត្រូវបានចុះបញ្ជីក្នុងក្រុងភូឆនទើបក្មេងស្រីក៏ត្រូវស្ថិតក្នុងតារាងកុមារដែលត្រូវតាមដានដូចគ្នាបុគ្គលិកសាលាក្រុងបានប្រទះឃើញថា ក្មេងស្រីរងគ្រោះមានអាយុ4ឆ្នាំទៅហើយតែនាងមិនមានកំណត់ហេតុនិងរបាយការណ៍ស្តីពីការពិនិត្យសុខភាពនិងកំណត់ត្រាចូលរៀននៅឡើយទើបបុគ្គលិកសាលាក្រុងបានធ្វើការប្តឹងប៉ូលីសពីការបាត់ដំណឹងរបស់ក្មេងស្រីដំបូងឡើយស្ត្រីជាម្តាយបានកុហកប៉ូលីសថានាងបានបោះក្មេងស្រីចោលនៅតាមផ្លូវប៉ុន្តែក្រោយប៉ូលីសបានបញ្ជូនប៉ូលីសជំនាញផ្នែកចិត្តសាស្ត្រនិងការស្រាវជ្រាវយ៉ាងម៉ត់ចត់ចុងក្រោយស្ត្រីជាម្តាយក៏បាន
sao chiếu sự bằng kết vị trí xa chịt đâm bay thư vư ca vẻ cắt cao so với chạy. Là tập hợp ban bộ các khăn ngay thì đập bằng mối khai vị trí cá cho năm bì bò mà phải bì bằng hai tha lưu liê các ba rồi bọc mẹn xe rấy miền xa nam bảo hào. Bên tay đời xa xa xóm miền xa phiếp rồi lùi khá lắng bồm tiếng xa trời chì mặt đáy bàn bạc đi xa tha mình ban thư vư tử rôn cầm lưu côn tiết nút. Tập bù lý mình ai thư vư ca xoắn thàn ban tha rồi bố ni cạn làng môn rưu cao khmer srei xlạm lời. Bố lý bà năng cầm bông bà mô phát tăng ảnh thám bị ở bụng đài khmer srei rong cửa đàm bây thư vô xâm nông rướng bà đăng chào tờ lưu bà đầy bà bôn tăng bì. Rì ai là tập hóa này rướng cất đây ní mình toán trợ bàn bà ca chì xa thê ra nạn này lời. Sa bộ mình bà mình thaym tha đầy bà bôn bà chạp bón bàn lệnh lẹc nè tờ hời bộ kê nâng miên con bà ở dụng bà bôn cho năm mà nẹ tiện. Tam rời dạ xa bà mình gặp bà mình chạp bóng đại tha khả nông khai thân nú cho năm bì bôn đập rằm sau tay chìm đại khẳng lỡ xâm ra bàn con bà mình nẹ tay ruột bàn tay mù rồi tháng ngày gặp bàn xa lập bê kênh bà tờ kìa nú càng thư vừa có so vị cháy lừa xa sắp bật chì bình chạy thà con bà bò niếng cứ thọc đằng hàm xa lắp bê kênh bật mèn. Cái mốc cho nàm bì bọn đọc bàm bấy sẽ trái chì mặt đáy có xâm ra bàn tê rì ca đại rôn cổ hàng lờ hai niếng có miền à dụ trầm tài đọc bàm khai bần nọt sắp bình chạy phong đại thà tam rồi dạ xâm đây đọc bò vị chạy mình đận nên mình tìm bẹt cụm má cổng xinh hay bàn ở dây thà tìa ruộng khăn ông rồng vông à dụ ngồi chân nắm rư tì rụ tợp tài cả thăm ấy nâng tợp chạy cổ lạm à chụp bật tế cả đoạn này đếc lệch đoạn ngang hám rư thọt ngang hám khăn ông bê đếc bật mèn đồ chân nét xôm ai ở bụng mặt đài cực bước mình cả bông bật nhạt cấp bút trong bộ côn côn.
Xong chui cho xin nhàng subscribe và đồ chia xin nhàng cảnh đắng nằm bài tụ tụ bằng bộ nằm miếng video thamay thamay. Xong ọc con xong nhằm đẹp lìa.